hàng năm, giải thưởng Top 100 phong cách doanh nhân quốc tế luôn nhận được hàng nghìn đề cử đến từ các hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp trên cả nước. Đặc biệt, bên cạnh các doanh nhân Việt Nam, mỗi năm chương trình cũng đón nhận hàng trăm doanh nhân quốc tế được đề cử đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều hạng mục giải thưởng đã được trao tặng đến các doanh nhân xứng đáng trong suốt 9 năm qua. Và năm nay, với chủ đề Người Tiên Phong, giải thưởng Top 100 Phong cách Doanh nhân Quốc tế 2018-2019 được Hội đồng Cố vấn bình chọn với tiêu chí sau. Doanh nghiệp tuân thủ đúng pháp luật. Doanh nghiệp hoạt động thân thiện với môi trường. Doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho xã hội. Doanh nhân có ý thức xây dựng hình ảnh trước công chúng. Doanh nhân tiên phong có nhiều sáng tạo và thành tựu đột phá trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Và đêm nay, những doanh nhân toàn cầu nào sẽ góp mặt trong danh sách 100 doanh nhân tiêu biểu tiên phong ở các lĩnh vực kinh doanh? Mời quý vị hãy cùng đến với phần quan trọng nhất của chương trình, lễ vinh danh Top 100 Phong cách Doanh nhân Quốc tế 2018-2019, Người Tiên Phong.